rồi anh em ta đi vào phía nhà thờ cho ạ. Xin kính mời anh em cộng đoàn hội đồng hương ta lên trên cho. Mời anh em cộng đoàn hội đồng hương có thể ta ngồi ra dòng ghế giữa. Kính mời quý khách quý chức, quý đại biểu đại diện cộng đoàn hội đồng hương còn ở ngoài nhà thờ, ta xin kính mời vào nhà thờ để chuẩn bị ta dự thánh lễ. Xin kính mời cộng đoàn đồng hương đứng ạ. Mời anh em quý chức ra lên trên ạ. Mời anh em ta ra dòng ghế giữa này ta ngồi ạ.